đối phó ứng xử thế nào với những bình luận tô xích ném đá đây là một video sẽ dành cho các bạn một cái công thức sau đây để chúng ta giải quyết cái vấn đề mà rất nhiều các bạn thường ngày là bị tụt mút này sợ hãi này thậm chí bỏ cuộc không làm video nữa trên cái hành trình mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân nó có một cái yếu tố nó cũng là một trong các chiến lược để chúng ta xây dựng nhân hiệu của mình nó nhanh hơn đó chính là quan điểm cá nhân của mình mà khi chúng ta đã đưa cái quan điểm cá nhân của chúng ta vào rồi thì nó sẽ có những cái luồng ý kiến là đồng ý và không đồng ý đồng tình không đồng tình phản đối và ủng hộ đấy là chuyện bình thường và tùng đã nói với các anh chị em trước đây rồi khi chúng ta đã thể hiện quan điểm cá nhân là chúng ta sẽ cần phải xác định trước là mình đối diện với hai luồng là phân cực hoặc là người yêu ghét thích và không thích chúng ta phải chấp nhận điều đấy vậy thì trong cái quá trình này mà chúng ta sẽ gặp được rất nhiều những cái bình luận tô xích bình luận tiêu cực bình luận ném đá của mình chúng ta sẽ ứng xử ra làm sao vậy thì trong các cái loại bình luận tô xích bình luận ném đá thì nó lại phân chia ra hại ra hai dạng bình luận nữa thứ nhất là trẻ trâu là những cái đứa mà thể loại gì nó cũng vào nó ném đá nó vô công rồi nghề tức là phân biệt rất là dễ các bạn chỉ cần click vào cái trang facebook hoặc là cái trang tiktok của họ là biết ngay chả có cái bài đăng gì hoặc là đăng vớ đăng vẩn nhìn cái mặt người ta bảo là nhìn mặt bắt hình rong nhìn những cái con người như thế cái mặt nó không sáng nhìn cái facebook hay nhìn cái ảnh đại diện hay nhìn cái trang là biết ngay Đó, cuộc đời của họ như vậy rồi thì họ mới sinh ra những cái tiêu cực và họ rảnh rỗi chúng ta cần phải chấp nhận và cũng phải thôi kệ họ thôi đúng ra là, là tha thứ cho họ nhưng không thèm chấp nhưng và có một dạng tô xích thứ hai là những con người nghiêm chỉnh họ có quan điểm cá nhân của họ họ có thể đến từ đối thủ hoặc là những cái người xem nào đấy họ cảm thấy rằng là quan điểm của mình không đúng họ hoàn toàn có thể vào là họ là phản biện lại mình đó họ cũng có thể là mắng lại mình họ cũng có thể là ném đá lại mình thì những cái này là những cái dạng mà chúng ta sẽ cần phải gì cần phải nhìn nhận vậy thì các bạn cần phải xem rằng à họ có phản biện họ có là là phản đối lại mình đó nó là đúng hay là sai chúng ta cần phải nghiêm túc xem lại à, những cái gì mà mình nói Ừ nó đúng hay không những cái gì mà mình nói rằng là à, nó có phải là sai hay là theo góc nhìn của họ hay không thì chúng ta cần phải xem lại một lần nữa nếu như mình vẫn giữ cái quan điểm của mình và mình lập luận mình bảo vệ nó là đúng thì không sao cả mình tiếp tục mình lại làm các chủ đề phản biện lại những cái comment này đó tiếp tục lại làm những cái chuỗi video thoải mái để tiếp tục để chúng ta lại đấu chúng ta lại chiến với những cái bình luận mà họ là 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 ném đá nhưng theo một cách là theo quan điểm cá nhân của họ lại là chủ đề chúng ta vô hạn đúng không nào. Đấy. Đấy thì nhưng những cái mà họ uh, họ họ uh, mà ném đá mình mà mình thấy rằng nó là đúng. Mình thấy rằng à nó là cái cái lỗi do cái sơ hở của mình trong cái quá trình trong cái kiến thức trong cái trải nghiệm của mình thì thì chúng ta cũng phải đồng ý, mình cũng phải nhìn nhận lại, mình cũng phải là làm video hoặc là comment lại à, rất là biết ơn họ cảm ơn họ và mình sẽ giúp kinh nghiệm hoặc là mình sẽ nghiên cứu thêm mình sẽ tổng hợp thêm về cái thông tin như này đó sai thì mình phải nhận thôi không vấn đề gì cả thế nên, nên là trong cái quá trình này các anh chị em này mình phải nhận biết xem là cái dạng bình luận gì bình luận tô xích hay là ném đá ở dạng trẻ trâu hay là dạng bình luận tô xích ở cái dạng mà những người mà họ có quan điểm riêng có và nếu như có quan điểm riêng họ phản biện lại mình thì mình cũng cần phải tiếp tục mình xem xét lại mình mình có chiến tiếp hay không đó tiếp thì mình lại có những cái lập luận của mình có cái những cái uh, lý lẽ dẫn chứng của mình để mình tiếp tục làm các chủ đề còn nếu như đúng thì mình cũng phải nhìn nhận và uh, tiếp tục mình sửa sai và xin lỗi bình thường thôi anh nhớ cho mình nhé Uh, khi trong cái quá trình mà mình trao giá trị hay là làm những cái nội dung mà kiến thức đó và đặc biệt là đưa cá tính từ quan điểm cá nhân của mình vào các bạn phải chấp nhận cái điều này đó là sự phân cực giữa hai luồng khán giả nhưng tóm lại uh, dù họ là tô xích uh, tiêu cực đó hay là họ là trẻ trâu hay là những cái người mà uh, phản ánh với quan điểm riêng có của họ họ ném đá mình thì chúng ta đều phải biết ơn họ họ đều cho cái video của mình kênh của mình nó viral nhanh hơn tương tác nhanh hơn, tiếp cận nhanh hơn bởi vì nguyên lý họ có comment cái gì chăng nữa thì TikTok cũng như các nền tảng họ thấy rằng là cái chủ đề này được comment, bàn tán sôi nổi và nó hiểu rằng cái nội dung đấy nó hay và tiếp tục nó viral và nó cho video của mình tiếp cận nhiều hơn nhé Ở à, chung kỳ lại là vẫn phải biết ơn tất cả những cái comment đó.